Lê Bóng lộ dáng thật qua cam thường khi quay TikTok. Vóc dáng kém thon gọn, đặc biệt là đôi chân quá khổ của Lê Bóng qua camera thường khiến khán giả thất vọng. Lê Bóng hiện đang là TikToker đình đám nhất Việt Nam với những clip nóng bỏng khoe đường cong táo bạo hút mắt. Vì cô tham dự Hoa hậu thể thao vừa qua và lọt vào top 10, dù không phải là người mẫu chuyên nghiệp, nhưng Lê Bóng thường xuyên trở thành chủ đề nóng được cư dân mạng bàn tán xôn xao. Mới đây khán giả truyền tay nhau loạt ảnh camera thường ghi lại cảnh Lê Bóng đang quay TikTok. Khác với vóc dáng thon gọn, chuẩn chỉnh thường thấy, lần này nữ TikToker xuất hiện với chiều cao có phần khiêm tốn cùng với đôi chân kém thon gọn. Có thể thấy rõ ràng Lê Bóng ở ngoài đời có ngoại hình khác tương đối so với những tấm hình lung linh ở trên mạng. Cô thậm chí có thể đã lạm dụng các app chỉnh sửa để có được thân hình đồng hồ cát. Trước đây không lâu, nữ TikToker cũng đã từng bị team qua đường nhắc về đôi chân ngắn, kém thon gọn khi thực hiện thử thách ngoài đường phố. Đôi chân của Lê Bóng luôn là chủ đề gây tranh cãi bậc nhất với khán giả. Nhiều người cho rằng đôi chân của cô quá khổ, thậm chí như khúc giò, đi đến đâu gây động đất đến đó. Nhưng cũng có khán giả cho rằng đôi chân đó thể hiện vẻ đẹp khỏe mạnh và thể thao của Lê Bóng. Dù không hoàn hảo, nhưng người đẹp luôn cố gắng đi lên bằng thực lực và được khen ngợi hết lời vì lối sống lễ phép và tử tế.